Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Lạc Hồng Viên được phát sóng trên kênh YouTube Lạc Hồng Viên TV. Kính thưa quý vị, những dấu tích lịch sử, những dấu ấn của thuở xa xưa chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều lưu giữ riêng cho mình. Đó có thể là những ký ức đẹp đẽ, bình yên của vùng quê mộc mạc thanh bình. Đó cũng có thể là ký ức về một thời gian khổ của những trận chiến đánh giặc chống ngoại xâm để bảo vệ chủ quyền đất nước. Đó cũng có thể là kỷ niệm của thời cả gia đình ăn rau, ăn cơm, độn khoai, độn sắn nhưng lại hết sức ấm áp, tràn ngập yêu thương bên những mái nhà tranh vách đất, liêu xiêu trong gió chiều, những ngôi nhà tre cổ kính, giản dị. Có lẽ thời điểm này, nhiều gia đình ở thành thị hay vùng quê sống với điều kiện tốt hơn đã không còn nhìn thấy những ngôi nhà đó nữa. Nhưng với lịch sử phát triển của người Việt Nam, của đất nước gắn liền với những miền quê hương nông thôn êm đềm thì ngôi nhà tranh, nhà tre đã là một kỷ niệm, một ký ức sâu đậm. Để tái hiện lại một thời đẹp đẽ đó, tại sân chùa Kim Sơn Lạc Hồng đã xây dựng công trình rất đặc biệt, đó là hai ngôi nhà, nhà tranh vách đất. Và một phía bên sân chùa đó là nhà tre. Trong bản tin Lạc Hồng Viên ngày hôm nay, Thanh Hồng xin trân trọng được giới thiệu người đồng hành cùng Thanh Hồng, đó là Đại Đức Thích Trí Thịnh, Phó trưởng ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, trụ trì của chùa Kim Sơn Lạc Hồng, sẽ giới thiệu về ý nghĩa và những giá trị văn hóa được thể hiện trong những công trình độc đáo này. Con chào Thầy ạ. A Di Đà Phật. Con là MC của bản tin Lạc Hồng Viên và ngày hôm nay trong chương trình thì con muốn giới thiệu tới về hai cái công trình đặc biệt mà thầy đã thi công xây dựng tại sân chùa Kim Sơn Lạc Hồng, đó là nhà tranh vách đất và nhà tre. Vậy thầy có thể là giới thiệu sơ lược cho con biết về những cái công trình đặc biệt này được không ạ? Dạ vâng ạ. Rất là vui khi nhận lời tham gia bản tin của Lạc Hồng ngày hôm nay. Và trong khuôn viên chùa Kim Sơn Lạc Hồng, ngoài những cái công trình kiến trúc tâm linh như chùa rồi là nhà tứ ân hoặc là một số các cái công trình như quý vị đã biết thì nhà chùa cũng tôn tạo thêm những cái cảnh quan cho ngôi chùa ngày một khang trang hơn. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái công trình kiến trúc mà nhà chùa mới tôn tạo, đó là ngôi nhà tranh vách đất và ngôi nhà tre đó. Các vị cũng thấy rằng là từ xưa đến giờ thì cũng rất nhiều các cái công trình ở các nơi rồi, nhưng những cái ngôi nhà tranh vách đất này mà thời nay để có những cái công trình như vậy thì cũng rất là ít. Tại vì theo xu hướng phát triển thì những cái ngôi nhà tranh vách đất này dần dần sẽ không còn nữa, thậm chí ở các ngôi ở các làng quê cũng đã rất là ít còn những cái ngôi nhà như thế này, mà đa số thì nhân dân mà đều đã sử dụng những cái vật liệu khác, xã hội cũng phát triển lên, đời sống cũng tốt lên thì những cái công trình như thế này sẽ không còn trong cuộc sống của những người dân bình thường mà chỉ còn lại trong ký ức. Vì vậy nên là nhà chùa cũng đã muốn tạo dựng, tôn tạo lại và sử dụng lại những cái công trình như thế này để cho các thế hệ sau. Như chúng ta thì những thế hệ 70, 80 thì cũng có người đã được ở vào trong những ngôi nhà như thế này. Nhưng những bạn mà sau này thì chúng ta chỉ còn có thể mường tượng lại hoặc xem qua tranh ảnh thôi. Còn trên thực tế thì tất cả những cái nơi mà kể cả những cái nơi vùng quê thì cũng rất là ít còn những ngôi nhà như thế này. Dạ. Vậy ngày hôm nay thì con xin phép là được cùng với thầy sẽ tới tham quan từng ngôi nhà một và được nghe thầy giới thiệu tường tận hơn về từng công trình này nhé. Dạ vâng ạ. Thầy xin mời mọi người ạ. Dạ. Như ở đây các anh các chị cũng đã thấy rằng là ngay từ ở bên phía ngoài chúng ta đã thấy một cái hình ảnh rất là quen thuộc đó, mà hầu như tất cả các ngôi nhà đồng quê khác đều có, đó là cái cảnh quan là vườn rau, cái sân vườn, rồi là những cái loại rau mà chúng ta canh tép theo cái mùa vụ rất là thân quen. Như mùa này thì đang là cái mùa lạnh
Vì vậy thì chúng ta có các loại rau như là su hào, xà lách, rồi những các loại rau mà chúng ta vẫn thường sử dụng hàng ngày và được canh tác để vừa là cái phục vụ cho cái cuộc sống, cái sinh hoạt hàng ngày, và hơn nữa là để tái hiện lại những cái nét đẹp mà trước đến giờ thì là tất cả các cái ngôi nhà, các cái vùng quê chúng ta đều có, và là một cái hình ảnh rất là thân thuộc. Như các vị thấy thì ngoài cái vườn rau ở trước sân vườn ra thì ở các ngôi nhà khác thì thường là có các cái gọi là lu nước, cái chum nước mà để tích cái nước mưa để có thể là sử dụng sinh hoạt, để nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày là để dùng cho cái công việc đó. Nhưng tại đây thì quý vị cũng thấy thì trước cửa nhà là có hai cái chum nước đó, cũng có thể để dùng để pha trà đó, và những cái gốm sứ sử dụng này cũng rất là thân quen thân thuộc, nhưng mà cũng đã được cách điệu đi một chút, cũng đã được tạo cảnh đi một chút, vì trong khuôn viên thì là trong một ngôi chùa, nên vì vậy nên là nhà chùa cũng đã tạo dựng lại một cái hình ảnh của Đức Phật. À, các vị cũng thấy rằng là ở ngoài thì nhà chùa cũng bố trí một cái bàn tre nhỏ để chúng ta có thể là dừng chân nghỉ ngơi hoặc là uống nước vào những cái buổi chiều tà đó. Vào mùa hè thì chúng ta ngồi ngoài này thì sẽ rất là mát, rất là thoáng. Như chúng ta đã thấy rằng là kiến trúc của một ngôi nhà tranh vách đất theo cái lối mà ngày xưa thì thường là ba gian hai trái. Nhưng mà đây thì cũng là một cái phần để mà chúng ta có thể là tưởng nhớ lại được, mường tượng lại được những hình ảnh đó. Nhà chùa cũng tạo dựng là thành cái ngôi nhà là có ba gian đó. Và tất cả các cái vật liệu mà chúng ta đang nhìn thấy, từ cửa cho đến các cái vật dụng trong nhà đều sử dụng bằng cái vật liệu tre, tre nứa thân thuộc đó. Thì ngay cả cái cửa vào, thay vì là các vị thấy rằng là các cái cửa khác thì chúng ta sẽ có cái bản lề, nhưng đây thì cửa ở đây sẽ sử dụng bằng cửa bằng cái cây tre, cây trúc, và cái bản lề được thay thế bằng cái cối tre. Cái phần tường đất này như chúng ta thấy rằng là đã được sử dụng bằng vật liệu bằng bùn và rơm để trộn với nhau để đắp và vuốt lên cái tường này. Chính vì vậy nên là sau khi mà khô đi thì sẽ tạo ra những cái đường nó nứt nẻ như thế này, bất nứt như thế này. Nhưng mà nó có cái bùn rơm cho nên là không thể nào mà bị bong chóc được. Nó có cái sự kết nối giữa bùn và rơm. Ở góc nhà của mình là cũng đang đốt bếp rơm ạ? Hay là thắp đây đúng không? Ở đây là mình đun bằng củi và chấu. Trong một cái ngôi nhà xưa thì sẽ có cái phần bếp thì được bài trí là thường là bên thường bài trí là sẽ ở bên phía trái của một ngôi nhà. Nhưng mà đây thì chúng ta cũng đã thấy được là trong một cái ngôi nhà thì kết hợp với cái văn hóa ở đó, ở đây thì chúng ta thấy là theo như cái cuộc sống thời xưa ấy, thì cái gian bếp này sẽ có thể được chuyển ra bên phía đầu hồi nhà, nó là có một cái bếp riêng đấy. Nhưng mà chúng ta thấy là bài trí ở đây thì chúng tôi thấy lên trên này thì cái văn hóa, cái cuộc sống của người dân bản địa đó, nó cũng có một cái phần nào đó nó khác so với người miền xuôi mình. Và chúng tôi nhận thấy là của dân tộc của chúng ta thì ở tại địa phương á, thì ở trên Hòa Bình đa số là đến hơn nửa là dân tộc Mường. Và nhận thấy là trong tất cả các cái ngôi nhà của người bản địa đều có một cái bếp ở trong một cái ngôi nhà. Cái đó thì cũng có một cái rất là hay, thì vì trên cái vùng miền núi của chúng ta thì thường thường là vào cái mùa lạnh thì sẽ lạnh hơn so với miền xuôi mình. Và trên đồi núi như vậy thì trong một ngôi nhà đấy có một cái bếp để vừa để sinh hoạt nấu ăn, vừa là cái phần để mà có thể chúng ta là
giữ cái nhiệt độ nó tốt hơn trong những cái ngày mùa đông giá lạnh, thì họ sẽ có những cái bếp đun ở trong nhà. Và đây thì cũng là một cái phần của cái ngôi nhà mà đã tạo dựng, thì cũng đã tôn tạo thêm một cái bếp, chúng ta có thể là đun nấu cái gì đó ở trong nhà. Và hai nữa là vào những cái mùa này chúng ta có thể là giữ được cái ngọn lửa cho nó ấm cúng trong ngôi nhà hơn. Với khi mà bước vào trong nhà, con cũng đã nhìn sơ qua toàn cảnh của bên trong ngôi nhà này, thì con thấy có những cái vật dụng, những cái đồ dùng ạ, nó có từ rất là xưa rồi nhá. Giống như là cái mâm đồng này ạ. Hiện tại bây giờ nhà con là không còn sử dụng cái mâm đồng này để mình có thể là sắp chén bát để ăn cơm nữa rồi này, hoặc là cái rế cơm ạ. Bây giờ là chuyển sang là dùng nồi cơm điện nên là cũng không sử dụng tới những phần rế đó. Vậy thì làm cách nào để thầy có thể sưu tầm được những cái đồ dùng vật dụng như thế này ạ? Khi cuộc sống hiện đại lên phát triển hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái vật dụng, những cái đơn giản nhất từ thời xưa sẽ dần dần ít đi. Và thậm chí là một số bạn trẻ bây giờ thì sẽ không còn nhiều cơ hội để có thể thấy những cái mà thời trước mà ông cha ta đã có một cái thời gian rất là dài sử dụng nó, rất quen thuộc, rất là thân thiện, như là cái dế này, hoặc là những cái lồng bàn đây, như chúng ta đã thấy này. Bây giờ chúng ta thấy thì có thể là thay thế những cái lồng bàn như thế này bằng những cái lồng bàn bằng bằng tre và bằng nhựa hoặc bằng inox đó, rất là hiện đại. Nhưng mà những cái lồng bàn đơn giản như thế này thì sẽ dần dần ít đi đó. Và tất cả những cái mà các vị đã thấy ở đây ấy, thì nhà chùa cũng một phần nào đó là để sưu tầm lại, hoặc là nhờ các vị mà cao liên rồi là các vị làm lại để mình tái hiện lại cái những cái gì đó mà từ trước cha ông cha đã sử dụng đấy, để vừa là một cái hình ảnh khi một người lớn nào đó mà muốn nói lại cho con cháu mình, thì nó có những cái thực tế, có những cái mà nó bằng cái vật dụng mà chúng ta không phải nhìn qua chỉ có là tranh ảnh hay là trên những cái hình ảnh xưa nữa, mà thực tế vẫn còn những cái như này đó. Và các vị thấy rằng là ngoài ra thì trong cái cuộc sống của người Việt của chúng ta đó, là vì là gắn liền với cái nền văn minh lúa nước rồi là đồng bằng, thường thường là vào những cái đấy thì là sẽ có những cái vật dụng đó, như cái lơm rồi cái đó, cái giỏ đó, cái lơm, cái đó, cái giỏ đó. Đó là những cái mà thời xưa thì gia đình nào hầu như cũng có đó, gắn liền với những cái cuộc sống rất là bình dị. Và để mà phục vụ trong cái cuộc sống hàng ngày thì không có nhiều cái công việc, mà chủ yếu là đi trồng cấy, rồi là đi hái lượm, rồi là đi như là mò cua bắt cá. Cái cuộc sống từ đó nó rất là thanh bình. Với xã hội ngày càng phát triển này, cuộc sống cũng hiện đại hơn đấy ạ, thì hầu như là những cái nét đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam ấy, giống như là những cái vật dụng như thế này ạ, dần dần như là bị lãng quên đi, mà người ta sẽ thay vào đó bằng những cái vật dụng khác, nó cũng mang tính hiện đại hơn. Vậy coi như là về những cái công trình mà thầy đã tái hiện lại được hầu như là được phần lớn á, về những cái nét văn hóa, thì có thể là thế hệ như con này và những thế hệ về các con cháu về sau này sẽ có cơ hội cũng như là được nhìn lại những cái nét đặc trưng của dân tộc Việt Nam mình là như thế đấy. Có một cái công năng nữa mà xin giới thiệu với các vị là thời xưa như chúng ta thấy rằng những cái vật dụng là như bảo quản về thực phẩm là hầu như là không thể có, như tủ lạnh hay là những cái thứ mà để bảo quản được cái thực phẩm thì nó không có. Chính vì vậy cái bếp này cũng mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng trong một ngôi nhà đấy. Nó giữ cho cái duy trì cái sự ấm áp của ngôi nhà này. Và trong các cái ngôi nhà xưa ấy thì thời xưa thì chúng ta bảo quản thực phẩm bằng cách là có thể là thức ăn hoặc là những cái lúa mạch, những cái thực phẩm đó có thể treo gác lên bếp đấy. Nhờ cái khói, cái lửa này thì cái thực phẩm nó sẽ được bảo quản tốt hơn, người ta cũng sẽ đỡ là phải dự trữ được cái thực phẩm bằng cái cách đó. Vâng.
Vâng, vậy coi như là với cái mục đích của ngày xưa là khi mà mình treo và gác đồ lên đây là để bảo quản thực phẩm có thể là sử dụng được lâu hơn, và cũng từ đó mà nó sẽ sản sinh ra được những cái món mà ăn giống như về đặc sản của những vùng miền, ví dụ như là về trâu gác bếp chẳng hạn, đúng không thầy? Dạ, dạ. Là mình cũng sẽ gác gá lên đây và khi mà đun bếp thì nó sẽ có những cái muội, những cái tàn mà nó bay lên và bám bao phủ những cái phần thực phẩm mà mình nó sẽ bảo quản được cái thực phẩm ấy trong một thời gian rất là dài. Vâng. Ngay như là ngô, là đúa, thóc thì những cái mà để mà như chúng ta thấy thì ở các nơi thì hay có những cái phần gọi là sau khi mình thu hoạch thóc lúa thì sẽ có một phần bớt lại để làm giống cho vụ sau, mà muốn bảo quản như vậy thì thường hay treo gác lên đó thì nó sẽ được lâu hơn, giữ được cái nguồn giống cái đấy mà chúng ta đến vụ sau chúng ta có thể là gieo trồng tiếp. Đó là một cái cách bảo quản của người xưa. Dạ, vậy coi như đó là một cái hình thức về nhà tranh vách đất mà nãy giờ thầy đã giới thiệu. Thế thì con cũng có một cái thắc mắc là nhà tre ở phía bên kia sân chùa đấy ạ, thì nó là phiên bản hiện đại hơn so với lại nhà tranh vách đất hay là nó có một đặc điểm nào khác biệt hơn không ạ?